hôm qua 29 tháng 5, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 9 giải bóng đá vô địch quốc gia Anoti Cà Phê 2018 và vòng 5 giải bóng đá hạng nhất quốc gia An Cường 2018, cụ thể như sau. Thứ nhất, phạt ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội 30 triệu đồng do có các hành vi để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động và ném nhiều chai nước xuống sân thi đấu trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và FLC Thanh Hóa tại lượt trận thứ 9 ngày 26 tháng 5 năm 2018 trên sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội. Thứ hai, phạt câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa 20 triệu đồng sau để xảy ra tình trạng cổ động viên của câu lạc bộ đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và FLC Thanh Hóa. Thứ ba, cảnh cáo ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do xe cứu thương không thường trực tại sân thi đấu theo quy định trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ 9 ngày 26 tháng 5 năm 2018 trên sân vận động Pleiku tỉnh Gia Lai. Thứ tư, phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Khổng Thanh Tú, cán bộ của câu lạc bộ bóng đá Bình Phước do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Bình Định TMS và Bình Phước tại lượt trận thứ 5 ngày 26 tháng 5 năm 2018 trên sân vận động Quy Nhơn Bình Định.